cho mũi tên vào đi. Má kể rồi. Rồi, tôm. Tôm mà mày quỳ này cho nó bẩn hết quần áo rồi. Bây giờ nhá, bác dạy bắn một phát nhá. Các bạn ngồi lên đây, ngồi ra đằng sau á. Nguyên ngồi ra đằng sau. Em bây giờ cứ để cái dây đây nhá, bây giờ nạp đạn vào nhá. Nạp đạn nạp này đúng không? Đấy. Không bắn. Không phải bắn 3 phát. Đấy. Ui. Ui sao? Đấy, xong lại cầm đạn nhặt vào đây. Không cần nhặt thế. Kéo mày xuống phải được. Ôi kéo đi. Kéo thì nó làm gì? Ôi tôi biết rồi. Ông ngoại. Anh bắt nha. Kéo lên bắt cho. Đấy mỗi người bắn 3 phát. Xong rồi dựng một. Kéo lên, kéo lên. Xong chúng ta xong rồi dựng một cái ấy. Chán rồi. Đấy nha, phải để dây cho đi mắc vào đây này. Tôm tránh ra ông đạn nó bắn vào người rồi. Em Nguyên lấy. Mình về sân ấy, xong bắn ở sân ấy, lấy siêu nhân ra xong mình bắn trúng siêu nhân, xem ai bắn trúng. Ôi, đúng rồi. Ba, bác thử bắn. Mày đứng làm gì bắn mọi người à? Em còn thử bắn. Cầm về sân chứ. Đấy, cầm về sân kia, góc này.